Xuất hiện cậu bé bán rau để dành tiền mua hoa cúng Phật, hôm nay nói sự thật về sư Thích Minh Tuệ. Con ước mơ được gặp sư một lần để đảnh lễ sư. Ngài là một vị sư tu khổ hạnh theo thời Đức Phật Thích Ca. Con rất mong ước được gặp ngài một lần. Con làm gì con? Dạ mô Phật, con chào chú. Thì hiện tại con đang đốt đèn dầu lên cúng dường chư Phật. Như ngày nào cũng đốt vậy đó hả? Dạ. Rồi, rất là trang nghiêm ha. Bông hoa rồi luôn nè. Cái thời của cô bé trang nghiêm quá. Lúc đầu cũng cúng bông hoa tươi vậy trên hả con? Dạ, ngày nào cũng vậy đó chú. Cái này là có ai mách bảo con không? Hay là tự con có phát tâm gì con muốn dạ, làm gì? Dạ, mình phát tâm mình cúng dường lên chư Phật đó chú. Tại trong kinh Địa Tạng Bồ Tát có nhắc đến mình cúng dường chư Phật đó chú, thì sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi. Quá giỏi luôn rồi. Con trai con tuổi trẻ anh ta làm ta đi chơi mà còn cậu bé này là ngày đêm là như vậy nè mọi người. Là con cúng có một bình một nha chú, nhưng mà đây là đầu tháng, là ngày mà ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca sắp tới hay gì? Dạ sắp tới. Là bữa mấy con? Dạ là sẽ trải dài trong một tuần, là từ bữa 8 tháng 4 cho đến bữa 15 tháng 4. Vậy là những ngày lễ, những ngày vía của Phật rồi là con biết hết trơn luôn hả? Dạ biết. Ngoài Đức Phật Thích Ca là rồi Phật mẹ Phật con biết luôn. Dạ biết. Thì sắp tới đây, hôm nay hình như là ngày 2 tháng 4. Thì ngày 4 tháng 4 sắp tới là ngày vía của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Trời ơi, dành quá ha. Đây là con tìm hiểu hay sao? Dạ. Với lại trong kinh có chép nữa tha chú. Đức Phật Thích Ca là thời Nguyên Thủy, ngài đi tìm đạo đó ha. Dạ tìm đạo. Đầu trần chân đất, rồi cầm cái bát đi. Bà con ai có cúng dường là chỉ nhận một buổi sáng thôi ha. Dạ cũng giống như sư thầy Thích Minh Tuệ đó chú. Không biết chú có xem thầy không? Chứ con là con xem thầy. Con xem thầy Thích Minh Tuệ đó, con có cảm nghĩ như thế nào không? Một dạ người, thầy giống như là một vị đệ tử của Đức Phật mà xuống trần gian đó chú. Theo con nghĩ nghe chú, với lại cũng theo con nghĩ là ngài cũng dùng cái phép thần thông để mà đi vậy đó chú. Gặp như mình là mình đi không được, tại vì đường nhựa ở đây rất là nóng, mà mình lại đi vậy mà mình không mang dép, mà cái đầu là không có đội nón luôn. Chân cũng không mang dép mà mình đi là mình đi không được. Theo như người thường là đi không được ha. Dạ đi không được. Rồi ngài đang học đó, là ngài đang làm cái hạnh 13 hạnh đầu đà của Đức Phật đã dạy đó chú. Là ông bác đi khắc thực hàng ngày đó hả con? Dạ. Là nếu mà như một người thường á, là cái khả năng mà để mà đi ở ngoài đường như thế, với thời tiết mà hiện tại bây giờ nắng nó rất là nóng luôn, thì từ ba mấy bốn mấy độ không mà ngày đi ở ngoài đường mà đầu trần chân đất, nếu mà người thường thì chắc đi không được ha. Dạ đi không có được đâu chú. Con có cảm nghĩ là con có một ước mơ gì mà một lần mà được gặp được ngài không? Dạ theo con nha, con ước mơ với ông ngoại bà ngoại con luôn, nếu mà gặp được ngài nha, cho dù là ngài chạy đi có 10 cây số con cũng chạy lại, con đảnh lễ ngài một lại đó chú. Cũng như là mình thán phục cái công phu của sư đã bỏ hết tất cả mọi việc ở đời này. Dạ. Để đi tầm chân lý ha, giải thoát ha. Dạ. Là vậy là con có tìm hiểu và con có xem về cái ngày sư Minh Tuệ đã đi trong cái thời gian gần đây. Dạ, con có xem ha. Dạ có. Ngoài điểm đó là con còn yêu mến ngài cái điểm nào nữa không? Dạ có. Chú biết không, có nhiều người ở ngoài Bắc đó chú, thì rất là ít người tu và chùa chiền cũng ít luôn. Nhưng mà từ ngày những người dân đó mà biết được ngài thì càng ngày càng tu đó chú. Đi theo ngài thường thường là ngài đi là sẽ có giống như là mình nói, giống như là một cái phái đoàn đi vậy đó, đi theo ngài đó chú. Rồi ngài ra nghỉ ở trong, ví dụ nghỉ trong nghĩa địa trong hang đó chú, thì có những người lại cúng nước cho ngài. Ngài chỉ nhận là buổi trưa thôi, còn buổi chiều là ngài không có nhận, chỉ là chỉ ăn một bữa thôi. Thì theo chú có tìm hiểu là tu theo cái thời Nguyên Thủy của nói gương của Đức Phật Thích Ca đó, là chỉ ăn buổi sáng thôi. Dạ, còn buổi trưa trở lên là chỉ nhận nước suối để uống. Dạ. Chứ còn từ trưa tới tối là không có uống gì hết. Dạ không ăn gì hết. Không
có ăn gì hết. Rồi khi mà ngủ là hình như là ngồi chỉ ngồi thiền thôi. Dạ, đúng không? Ngủ ngồi. Trời ơi, thấy ngài cũng khổ hạnh quá đó. Dạ, con nói chú nghe, mình ngồi đó, mình ngủ là mình ngủ mình mất sức theo mình đó nghe. Mà ngài còn lại ngồi bán già nữa. Bán già là sao con? Bán già là mình ngồi kiểu như hình của Đức Phật Thích Ca đó chú. Ừ. Đó kiểu như hình của Đức Phật Dược Sư bên đó là ngồi bán già. Ừ. Giờ phải gác lên giờ trái ha. Dạ. Như là làm mọi việc là cũng phải lấy phải đè trái ha con. Dạ. Ý nghĩa nó là vậy. Bây giờ thì rất là lâu rồi mới xuất hiện một vị sư minh tệ mà không màng danh lợi ở đời. Dạ. Để đi như vậy cũng như là truyền bá những cái đạo của Phật Thích Ca ngày xưa Nguyên Thủy đó. Dạ. Để đánh thức bà con hiện nay sao? Con có suy nghĩ đó không? Mình đánh thức bà con đó chú, để mà tu theo nôi quyết không? Cái người dân bây giờ đó chú, ít có tìm đạo. À, chỉ theo danh lợi mà bỏ quên đạo đó chú. Ừ. Nên vị sư Thích Minh Tuệ bây giờ xuất hiện là để cảnh tỉnh, để đánh thức những cái người mà đang mê đó ha, mê lầm đó ha. Dạ. Trở về con đường Phật pháp hả con? Dạ. Con có mong muốn gặp ngài không? Dạ có. Rất là mong muốn ha. Dạ. Ước gì một ngày đó nào đó ngài đi về miền Nam ha. Dạ. Tại hiện tại là ngài đang đi ra cánh miền ngoài. Đi cánh ngoài, nhưng mà theo mấy chú được biết và chú có tìm hiểu thì ở trong ở ngoài miền ngoài á thì có sư Thích Minh Tuệ đang đi ra ở ngoài phía cánh đó, nhưng mà ở trong miền Nam thì lại có một vị sư nữa, đó là sư Phước Đông. Nhưng mà lúc này thì mấy chú không có duyên để mà gặp được sư Phước Đông đó, thì cũng hạnh đầu đà y gan như là ngài Thích Minh Tuệ luôn. Dạ. Là cũng đi đầu trần chân đất, không nhận tiền, không nhận bất cứ một đồng ngân nào của ai, chỉ là nhận một buổi sáng ăn giờ ngọ thôi. Giới thiệu với chú với lại quý ông bà luôn. Chính giữa ba vị Tam Thế Phật. Rồi thở con nữa ha. Dạ gồm Đức Từ Phủ A Di Đà, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Mấy cái tượng này là mình thỉnh hay là có dạ, ai lụm. Lụm hả? Dạ lụm. Trời đất ơi, lụm ở đâu? Cái tượng này, hai tượng Bồ Tát này trong miếu. Cô con lụm giùm con. Ở trên thành phố. Còn tượng Đức Di Đà này thì ta bỏ luôn trong miếu. Bỏ luôn. Luôn hả? Dạ lụm. Rồi tượng Bồ Tát Địa Tạng đây cũng bỏ luôn. Trời đất ơi. Bồ Tát Địa Tạng đây bỏ là cô Huệ đó chú. Ừ. Là lụm về xong thì con xin lại. Ừ. Đây. Và đây là Địa Tạng Dương Bồ Tát. Dạ. Bên đó ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng quá đẹp kìa, cái vẻ ngài trang nghiêm quá. Dạ. Bên đây là mẫu Diệu Trì. Dạ mẹ Diệu Trì. Ừ. Vậy là mấy cái tượng này là con lụm không à? Dạ lụm. Hoàn toàn lụm chứ mình không có thỉnh. Là mua thôi. À, còn ở trên mẹ trên đây là mình thỉnh ha. Dạ. Cậu bé này còn nhỏ mà rất là có tâm đạo mọi người. Đó. Ngày nào cũng phải thắp hương trang nghiêm bông hoa nè, có đầy đủ nha cả nhà. Ngày thường là mình chỉ cúng một bông một bình một à. Dạ. Còn đến ngày đây trở lên thì chuẩn bị ngày đản sanh của Đức Phật rồi. Dạ. Nên mình cúng nhiều bình bông ha. Dạ, mình tưởng niệm ngày của Đức Phật. Hiện tại là bây giờ là chú có thấy ở trên mạng bây giờ nó rất là nhiều cái clip về nói về sư Minh Tuệ. Theo con nghĩ là ngài là giống như là hóa thân của Đức Phật ngày xưa vậy đó ha. Dạ, giống như hóa thân của đệ tử Đức Phật ngày xưa chú. Ừ. Thì hạnh đầu đà. Thì ngài rất là khổ hạnh. Nhưng mà bây giờ thì theo như chú á, cũng như là bà con thấy là có rất là nhiều người người ta cũng tìm đạo cũng đi theo. Nhưng mà nếu mà đi theo nhiều quá như vậy đó, có ảnh hưởng không? Theo con á, có ảnh hưởng mà đến con đường tu của ngài không? Dạ không, mình theo gì đó chú, là mình học tập theo ngài. Ừ. Mình noi cái gương của ngài. Nhưng mà đông quá, số lượng càng ngày càng đông quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự không? Theo con á. Như ngài cũng khó mà để mà tu hành. Dạ. Ngài biết là có nhiều người theo đó chú. Ừ. Mà mình khó tu hành đó. Ừ. Tại vì ngài đã buông bỏ rồi. Nhiều khi ngài muốn tìm con đường khổ hạnh để giải thoát. Dạ. Mà bây giờ bà con đi theo đông quá, cung phụng những cái món ăn vặt lạ gì đó là cho ngài là hàng ngày luôn, rất là nhiều. Đường đi của ngài là không có gì cản trở hết trơn á, là chỉ có tà mới là cản trở cái đường đi của ngài thôi.
Giống như thấy ngài tu theo cái hạnh của Đức Phật Thích Ca đó ha. Dạ. Ngày xưa thì Đức Phật Thích Ca đắc đạo thì cũng có Ma Vương theo phái. Dạ. Còn bây giờ thì cái hạnh của ngài sư Minh Tuệ đi cũng giống như hạnh của Thích Ca ngày xưa. Dạ. Thì cũng có người này người kia cũng theo cản trở bước đường ha. Dạ. Là con nghĩ vậy ha. Ở trong số những cô bác mà đi theo cũng đi tìm đạo, nhưng mà ở trong nó thì nó rất là nhiều, thì cũng không biết là thành phần xấu hay thành phần tốt cũng rất là nhiều. Đó, nhưng mà hiện tại là bây giờ là ngài thì đã buông bỏ rồi, thì ai làm gì làm, ngài đâu có mặc kệ đâu. Nếu mà bọn dân ngài kêu họ ở lại đi thì cũng không được. Đó. Đúng rồi, ngài tùy duyên, cái đó là tùy duyên quá độ. Quá độ. Tùy duyên quá độ cho những cái người mà đang mê đó. Mà nhiều khi cái đi theo ngài mà không có phát cái nguyện như cái lòng thành của ngài đó. Dạ. Nhiều khi cái đó là gọi là tu tướng không? Con nghĩ là tu tướng không? Dạ không, cái đó không phải là tu tướng. À, thấy ở trên clip có một vị sư là cũng giống như là ngài Thích Minh Tuệ, đi mới 2-3 ngày mà bỏ cuộc rồi. Mới 2-3 ngày bỏ cuộc và đi về rồi. Cái đó không có quyết tâm. Không có quyết tâm không? Dạ. Thì ngài theo con nghĩ là giống như là hóa thân của vị Phật Thích Ca ha. Dạ. Đi như vậy đi mới nổi, chứ còn mà ở bình thường người như mình là thua rồi. Rồi cái với cái sức nóng nhựa, đường nhựa mà mấy chục độ mà đi sao nổi.